vị và các bạn là trong cái chương trình Nhưng Ta Phải Biết Luật Ta thì cái danh sách sách của tôi nó có rất là nhiều phần. Và thứ nhất là tôi nói về tâm sự nghề, thứ hai về tôi nói về dân ta phải biết luật ta, có những cái vấn đề về trả lời một số câu hỏi. Tuy nhiên hôm nay cái chủ đề hôm nay tôi nói về trả lời câu hỏi khách hàng. Thì tôi có một cái khách hàng cũng khoảng gần 10 năm, họ nhờ tôi một cái vụ kiện tranh chấp hợp đồng. Thì trong cái quá trình thụ lý đó thì họ có những cái bất đồng trong cái việc mà luật sư đi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và họ không nhờ nữa. Tuy nhiên thì trong một cái lý do gì đó thì khi mà tòa án ra quyết định đình chỉ thì họ có lại ý kiến tư vấn của tôi. Tôi bảo rằng là mặc dù là đã thanh lý hợp đồng, tuy nhiên tôi vẫn cho họ một cái quy định của pháp luật rằng anh cứ kiện vì cái hồ sơ của anh nó đang sáng. Và bạn đi một thời gian khoảng 3 năm sau nữa thì họ lại gọi lại cho tôi. Thì tôi vẫn nghe các bạn ạ, tôi vẫn nghe và tôi nói rằng hồ sơ của anh chị đã xử chưa. Thì anh chị bảo rằng là hồ sơ của tôi chưa xử. Và thêm một lần nữa thì hôm nay anh điện cho tôi để anh hỏi rằng hợp đồng ủy quyền của anh. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi không nói về cái chính những cái lý do tại sao mà anh không nhờ tôi và anh vẫn nhờ những sự tư vấn của tôi. Hôm nay tôi chỉ đưa cho quý vị và các bạn một thông tin rất là cơ bản, đó là thông tin ủy quyền tại tòa án. Câu chuyện anh hỏi tôi là như thế này quý vị và các bạn. Anh bảo rằng là vợ anh là người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thời điểm đó. Thì trong quá trình mà đi tòa án, do cái trình độ anh hiểu pháp luật hạn chế, cho nên chị không có những cái đáp ứng những cái câu hỏi của tòa, không có một cái sự hiểu biết nhất định. Và anh đã mong muốn rằng đến văn phòng của tôi để có một cái là một cái văn bản gọi là giấy ủy quyền hay hợp đồng ủy quyền gì đó để có một cái hợp pháp. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện nếu trong trường hợp mình đang đi tòa với tư cách là biên đơn, với tư cách là bị đơn, với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan, thì mình vì một cái lý do cá nhân, vì lý do bận công tác, vì lý do là tránh mặt những cái người tham gia tố tụng khác, thì mình có quyền và nghĩa quyền. Thì như vậy trong trường hợp này có hai dạng ủy quyền. Thứ nhất là giấy ủy quyền. Thưa quý vị và các bạn, giấy ủy quyền đó là cái ý chí đơn phương. Hôm nay là tôi có một cái vụ kiện vay tiền, tôi là bị đơn cho nên tôi cũng ngại ra, cho nên tôi đến một cái tôi ủy quyền cho một cái cá nhân nào đó đủ 18 tuổi thay mặt tôi với vai trò là bị đơn đi hầu tòa. Thì như vậy trong giấy ủy quyền phải có cái ý chí của cái đương sự trong vụ kiện, cái người bị đơn trong vụ kiện. Tí nữa tôi sẽ nói về mặt thủ tục ủy quyền nha quý vị. Cái thứ hai là hợp đồng ủy quyền. Thì theo quy định của pháp luật thì hợp đồng ủy quyền là ý chí song phương của hai bên. Tôi cũng đơn cử như cái vụ kiện hồi nãy. Tôi là bị đơn trong một cái vụ kiện tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Một cái người nào đó yêu cầu buộc phía chỗ bà Thu phải có nghĩa vụ trả cho họ số tiền 100 triệu cộng với lãi suất. Tôi thì không am hiểu pháp luật, cho nên tôi đã nhờ đến một người nào đó giúp tôi. Và trong cái ý chí của tôi rằng tôi mong muốn rằng là lập một cái hợp đồng ủy quyền để ràng buộc những cái trách nhiệm lẫn nhau. Thì tôi ủy quyền cho chị gái của tôi là ở bên người được ủy quyền, tôi là người ủy quyền. Người ủy quyền này là người ủy quyền bị thay mặt, chị gái tôi thay mặt tôi với tư cách là người đại diện ủy quyền của bị đơn. Thưa quý vị và các bạn, tôi mong muốn cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta là những điều cơ bản nhất gửi đến quý vị và các bạn.
Cho nên tôi không nói những cái dông dài quá nhiều, và tôi chỉ chuyển đúng một thông điệp duy nhất là trong trường hợp mình đi tòa án và vì một cái lý do gì đó mình không thể đến tòa thì mình có thể lập ủy quyền, là giấy ủy quyền hoặc là hợp đồng ủy quyền tại phòng công chứng. Thì giấy tờ gồm có cái gì? Thì để được lập cái hồ sơ này thì thứ nhất chúng ta phải cần có một cái giấy ở tòa án. Cái giấy ở tòa án có thể là thông báo thụ lý, có thể là giấy triệu tập, cũng có thể là một cái văn bản gì đó mà có dấu mộc của tòa. Trong cái văn bản thông báo thụ lý thì cái người được ủy quyền họ, tòa sẽ xác định cái tư cách tham gia tố tụng, tức là họ là nguyên đơn, họ là bị đơn, họ là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Thì như vậy sau khi tòa án, sau được có một cái dấu của tòa, và dĩ nhiên quý vị nha, phải là bản chính của giấy triệu tập, bản chính của thông báo thụ lý, thì chúng ta sẽ bổ sung cái thông tin của người ủy quyền. Cái thông tin này thì có thể chúng ta sẽ cầm chứng minh nhân dân, hộ khẩu, hoặc là passport, hoặc là nếu như trong trường hợp có người nước ngoài thì là hộ chiếu của người nước ngoài, hoặc là nếu như trong trường hợp tùy theo cái phạm vi ủy quyền. Hôm nay tôi chỉ nói đúng một phạm vi ủy quyền được ủy quyền tòa án mà thôi. Thì chúng ta chỉ cần ba loại chứng tờ. Tiếp đó là những cái giấy có dấu mộc của tòa, bao gồm có thông báo thụ lý, giấy triệu tập, cái biên bản hòa giải bằng chính nha quý vị. Thứ hai là thông tin của người ủy quyền. Ví dụ như trong trường hợp hồi nãy tôi là bị đơn trong một vụ kiện tranh chấp hợp đồng vay tài sản, thì khi mà tôi ủy quyền cho chị gái tôi thì tôi phải có thông tin là chứng minh nhân dân, hộ khẩu. Thứ hai là tôi sẽ cần chứng minh nhân dân của người được ủy quyền là chị gái tôi. Thì trong cái hồ sơ của giấy ủy quyền cũng như hợp đồng ủy quyền, chúng ta cần ba loại: về phía tòa án, về phía người ủy quyền và phía người được ủy quyền. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn đây là một cái thông tin rất là cơ bản đến cho quý vị và các bạn, và tôi cũng mong một cái sự phản hồi rất là cơ bản từ phía quý vị và các bạn. Do mục đích cái tiêu chí là dân ta phải biết được ta, cho nên tôi bổ sung cái kiến thức này cho đến đại bộ phận những người chưa từng đến tòa và những người mong muốn được am hiểu những cái kiến thức pháp luật, và những anh chị em chuyên gia về pháp lý như là thẩm phán, tòa án, và một số anh chị em luật sư, thì thật ra thì tôi cũng không dám muốn sự đồng thuận. Mong muốn của tôi là hơn 90 triệu dân, người dân khi có những cái phát sinh, những cái kiến thức về pháp luật thì họ có thể tự mình bằng hình thức rằng nếu như trong trường hợp người nhà họ ủy quyền cho nhau thì họ chỉ cần cầm những cái giấy tờ cần thiết đó để mà đến tòa phục vụ cho những cái nhu cầu của họ mà hạn chế đến nhất những cái chi phí. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình chúng ta phải biết được ta thì tôi có một số cái tâm sự nghề ở danh sách phát, tâm sự nghề để chúng ta phải biết được ta, rồi tư vấn hình sự, nhân sự và một số chủ đề khác, trong đó có những cái chủ đề riêng tư về gia đình, về tết, linh hồn quý vị và các bạn xem, và tôi tặng quý vị một quan